Chiến Lộc Mango Follow Nook Team. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình, và em là Khang G đây. Thì ngày hôm nay tiếp tục trở lại với Lộc Mango bạn nha. Thì ngày hôm nay mình lại chơi Bad World thôi anh em. Trời ơi đấy. Thì nói chung là lâu ngày, à không phải là lâu ngày bạn. Nói lâu ngày các bạn lại bảo em kia mới xem thấy anh chơi Bad World sao lâu ngày được. Ừ, nói chung là ấy, thì ngày hôm nay mình sẽ vô Bad World bạn nha. Thì mình thì giờ mình không biết là mình vô Bad World mình làm gì luôn bạn. Thử thách thì mình cũng làm xong rồi. Mà tiêu gờ cu bé thì đầu tháng mình cũng tiêu, mà giữa tháng mình cũng tiêu rồi. Bây giờ mình phải để tới cuối tháng mình mới tiêu gờ cu bé tiếp được bạn, nên là không biết là làm cái gì. À, nên là đâm ra mình sẽ vô đây các bạn nha. Mình sẽ vô những cái phòng mà các bạn này, những cái tổ đội mà các bạn tạo ngẫu nhiên đấu ranh này nè. Mình sẽ vô đây mình vô một cái phòng bất kỳ các bạn đó, xong mình giúp mấy bạn đó kéo răng các bạn nha. Đấy, xài hay mình tốt bụng bạn. Nếu mà hai bạn tốt bụng thì đừng quên là để lại cho mình một like bạn nha. Đừng quên là đăng ký kênh và đừng quên là chiến lóc mango follow tiền bạn nha. Nhanh gọn lẹ thôi bạn ơi. Ok, để xem nào. BMG chấm đạt. Ok, Akmagogo các bạn ơi. JTC kia 2k9 bro. Ok, mà sao sao nãy giờ không thấy ai mà có chữ nút đầu tiên á nhỉ? Ở đây có bạn nút chí nè, nút chí, không nút chí nha bạn ơi. Ok, vô nhà nhà được không? Rồi đội này hủy luôn hả bạn ơi, chết dở rồi. Gì đây? Ronny Lydia 1575 rồi, chết dở rồi, chơi tới người nước ngoài luôn rồi, chết rồi. Trời ơi, thôi xong rồi, từ từ nha, để mình coi có bạn nào tiếng Việt không? Có bạn này tiếng Việt nè. Nhưng mà bạn này hủy phòng luôn rồi. Trời ơi. Gì đây? Sad boy ngầu nè. Sad boy ngầu ghê. Ok, mình sẽ vô, mình ghi là gì trời, chưa kịp ghi nữa. Bạn này thiệt là nóng vội các bạn. Bạn này thật là nóng vội bạn ơi. Nhưng mà không thôi, thôi kệ đi các bạn ơi. Cũng vô được cái phòng ngẫu nhiên rồi, thôi chiến luôn anh em ơi. Trời ơi, mình chưa kịp hello okay, vô chặn luôn bạn. Trời ơi, thanh niên này hơi vóng vội. Gì vậy? Sao nước lên láng vậy mấy ông nội? Chết rồi, nước lên láng thế này thì chết rồi, xong rồi các bạn ơi. Dài nào mà đi tùm lum ra nước chết luôn. Ê, vô chặn các bạn ơi. Ok, đây thì để gọi là mình giúp hai anh đi này kéo ranh các bạn nha. Thì mình sẽ bọc một cái lớp, gọi là lớp, nói chung là lớp này cũng mỏng thôi các bạn ơi. Đập tầm 5-6 lần thì mới vỡ nha anh em. Nói chung là lớp này nó cũng mỏng thôi. Đấy, cái này là các bạn. Ui trời ơi, cái gì mà nước bên kia lan láng rồi, mới vô chặn một tí thôi mà bên kia nhìn qua kìa các bạn, nước lên láng luôn anh em ơi. Thiệt là oh my god mà. Ok, nước thì là lên láng luôn em ạ. Rồi lên trên kia để mình chặn cái đường dây, gọi là sinh sôi ra nước các bạn ơi. Mình sẽ chặn cái đường dây lại các bạn ơi. Đường dây này nó hơi nước các bạn ơi. Oh my god, nước BD ơi, không, nước gọi là lan rộng khắp cả miền quê anh em ạ. Ok, còn dài này, đi lại. Đi về à đi. Bạn biết anh đang kéo răng không mà cứ đi qua đây làm gì? Ê, biết là tôi đang kéo răng không mà qua đây làm gì? Trời ơi, qua đây là có chắc có cái điện nha. Ok, này bạn muốn qua nhà mình về, ok mình qua kiếm chuyện nhà bạn luôn. Bạn là bạn một mực muốn qua mình chứ về, mình qua kiếm chuyện nhà bạn luôn mình nha. Đây bạn này, bạn làm sao bạn? Bạn chạy nhanh đấy. Ok, thế mình quấn bạn trong này. Ê, bạn này cũng nhanh phết đấy, nhanh làm sao mà bằng quả fireball đúng Khang G đó. Ây da, cũng nhanh hơn rồi đấy bạn ơi. Ui dồi, con giờ này bắt lắm nhanh đi. Nhanh thế nào được. Ê, lỡ tay ấn nhầm thịt. Thề đúng. No. Ok. Không, con giờ kia quýnh mình đấy. Trời, bắt lóc thôi, bắt cũng ăn nữa trời. Ok. Ê, biết ngay mà bạn. Làm sao có thể cản bước được Khang G được. Ồ, hút thuốc hay tàng hình đi, hút nhảy cao đây. Này như hút tàng hình. Hút nhảy vọt. Nhảy cao anh em ơi. Ok. Hello bro nha. Hello. Bạn này có tên là Nút nè. Ok, kệ bạn đó đi. Qua nhà luôn tính sao cho anh em. Ê, quýnh luôn. Quýnh đi, đúng rồi. Quýnh đi, quýnh còn lâu mới dính nha. Ok, qua luôn bạn ơi. Mình sẽ cố gắng là trong video ngày hôm nay mình sẽ kéo ranh thật là nhiều bạn. Rồi còn cái nịt luôn bạn ơi. Bạn này bọc hơi cứng. Ok, bạn này bọc căng thẳng quá anh em ơi. Rồi còn cái nịt nhá. Bắt đầu rồi, con giờ nó đấy. Á, con giờ này. Còn cái nịt này, em muốn lên là còn cái nịt luôn. Ok. Áo vàng của tôi đâu? Cắn miếng tao vàng có sức đó chiến đấu của ai. Đâu rồi, còn tim lỏ đó bạn. Tim lỏ. Ê yeah. Tim đỏ của bạn biết mình này anh em ạ. Oh my god, nhưng mà mình đã kháng tim rồi. Chúng ta không cùng một đội. Nên là vẫn đập giường nha. Ê, đánh đừng có đánh. Bảo bảo đừng có đánh. Mình đi ngang. Ngang thôi có làm gì đâu. Ngang đập luôn giường. Ok,
Ok, chỗ này nhặt tí đồ quay, mua tí block cái quan. Đây, có cái ván này nè. Có cái ván nhảy nè, tính ra mình còn chưa dùng nhiều các bạn ơi. Cái này hình như cho nó nhảy cao thì phải. Ủa vậy thôi hả? Ủa vậy thôi hả? Trời ơi, tưởng gì. Chưa kịp nhảy lên đây luôn rồi. À, trời ơi. Cái này cũng giúp cho các bạn làm mấy cái này được đấy. Lên cao vậy. Trời ơi, lên, mình lên dữ trời. Lên quá trời ghê luôn em ơi. Đi xuống đây. Bước xuống đây. Mà loay chuyện lại. Đi luôn. Làm sao mà có thể thoát được khỏi bàn tay này các bạn. Tính rồi là nhảy qua đây chứ gì. Tôi bắt bà hết rồi. Nè nè. Dạ con rời blue. Đứng như này, cái này team green nè. Ok con rời blue như này nè. Làm sao để chui đây được nhỉ. Còn con nào không? Còn con rời vàng bên này này. Một vàng một đỏ. Ở đâu ba vàng luôn à. Vàng vẫn còn sống sót tới tận thời điểm bây giờ luôn. Thật là kiên trì quá đi các bạn ơi. Kiên trì cũng phải rớt xuống đây mà. Mà bị tôi bính thôi. Rồi xong tôi té luôn. Hiểu quá. Thôi thôi bay vô để bạn cho nó an toàn. Thấy kia là thấy không an toàn cho lắm rồi. Con rời định bay xuống đây bắt lóc này. Thôi kệ đi. Gặp mấy con rời nhanh như thế này chúng ta nên bỏ qua anh em ạ. Chúng ta nên gọi là đi tìm mấy con rời khác nha anh em. Trời ơi, gặp mấy con rời này còn nhây nữa này. Con rời này nữa này. Trời ơi, nhây quá trời nhây luôn. Hello. Hello my friend. Hello my friend. Đi ra đây. Bước ra đây. Đi đi. Dính biệt. À, còn luôn. Còn sống thì mình xuống mình chiến luôn. Ừ, đi dính biệt. Rồi, sao tôi lên ta? Từ từ nha. Để mình canh ngay cái lỗ. Rồi, luôn. Lỗ này là lỗ sâu vũ trụ anh em. Oh my god. À, phát hiện một con tàng ở đây. Nhân lúc mình cũng có rồng nữa, mình dùng luôn các bạn ơi. Ừ, ok. Hello bạn. Làm sao mà thoát được. Bay ra nữa nè. Không bay à, không bay thì dãn bề cuộc đời. Ok, mình bay lên thôi bạn ơi. Bay lẹ, bay lẹ, bay lẹ. Không nó hết giờ là chết luôn. Ủa sao nó không để giờ ta. Ủa sao lần này con rồng nó không hề để là bao nhiêu là hết thời gian các bạn ơi. Oh my god. Từ từ mình đang bay lên, các bạn đợi mình với. Oh my god. Thôi còn con rời nào nữa vậy. Ok, đỏ nó bị phá rồi. Mình còn rời vàng nữa thôi các bạn ơi. Con rời vàng đâu rồi. Ủa. Hay là hồi sinh rồi. Ở nhà con rời vàng này trốn nữa các bạn ơi. Ở đây nè. Trời ơi. Có trốn đâu. Đứng đây nè. Đứng đây FK luôn nè. Trời ơi sắp kết thúc rồi. Bay vô bay vô. Bay vô cái đường đi. Ok. Lên come on. Vô luôn. Vô luôn rồng. Vô luôn. Hút vô. Hút vô. Vô. Dính biệt cuộc đời. Dính biệt cuộc đời. Dính biệt. Đi luôn. Ok. Mình kéo xong bạn này các bạn. Giờ mình đi kéo bạn khác nha anh em. Ok. Rồi rồi. Tới hành viên tiếp theo nào. Coi coi. Bạn này khoe ra nè. Bạn khoe ra nè. Mình khoe luôn này. Ôi ôi bạn mua kim dữ vậy. Ok thôi qua đây bạn. Mình vô tổ đội xem nào. Lại là bạn sát boy ngầu nè này nữa các bạn ơi. Ô có bạn fan Geno nè. Fan Geno block mango. Ok bây đây đại. Ý vô vô nghe căng dữ ta. Ôi khen yêu ơn. Ấy chết rỡ rồi. Bậy 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 thôi bạn. Ui có tên là Asesun. Bạn này rank cao bạn ơi. Bạn này rank cao thôi. Chắc khỏi kéo nè bơi. Trời rank cao kéo chi nữa. Ui bây giờ thử mình tạo phòng xong cái mình mở như thế nào các bạn nha. Ờ đúng rồi. Mình tạo phòng này xong cái mình nghĩa là hi hi đồ ngốc. À hi hi đồ ngốc bạn. À mình gửi lên coi coi tổng coi coi có ai vô nè. À, để xem anh em để xem. Có hai bạn luôn này. Ô bạn này tên là Kai Zero và Núp Vũ Trụ và Ama An ăn là burger phải g các bạn. Ok tên này hơi khó đọc anh em. Ủa sao mặt bạn này tái mét vậy. Ổn không bạn. Trời ơi bạn này sao hả cái họng rồi luôn. Bắt đầu trò chơi. Không. Không bé ơi. Không bé ơi. Không thích đấy. Làm sao. Hình như mấy bạn này thấy mình rank cao. Xong cái mình mời các bạn nó vô nè mà. Đấy. Trời ơi. Con giời này gọi là thích được kéo rank lắm. Trời đất ơi. Rồi nói chung là mấy ba thanh niên cũng vô rồi. Mình cũng kéo rank giúp luôn nha các bạn. Vô luôn anh em ơi. Không có nhiều lời luôn anh em. Trời ơi. Mình là một con người tốt bụng mà. Đấy nên là đừng có quên là like cho mình nha các bạn. Ok. Ui ôi. Ôi wow, full độ luôn, ai full bộ mà mình hay BB luôn các bạn. Ôi ơi, chỉ cần mở đường như đây là ngon rồi. Có nên mở không ta? Nên mở không nhỉ? Trời ơi, được cái len. Ô, được cái quần rồi này. Ô, mình không biết gì á. Thề luôn, mở cho vui rồi, ai về dính hết.
Dính full luôn á. Ok. Để đi đi núp đã, không mấy con dời kia phát hiện rồi mình mua đấy là đi luôn. Mình nhìn xuyên tường đó các bạn. Mình khoai đập block trong này. Wow. Nếu mình đặt số nước vào đây thì sao? Rồi xong vừa đặt xuống nước cái mất xuống nước luôn à. Để cho các bạn kiếm gỗ nè, mình không cần kiếm gỗ đâu, bye bye. Ok, mình sẽ bọc giường cho mấy con dời này đấy, gọi là đã bảo là mình kéo ranh giúp về nên mình phải gọi là giúp cho tận tâm các bạn nha, tận tâm trong đáy lòng luôn. Ok, mua này. Đấy, mua mấy cái này, mua cái này nữa bạn, mua thêm mấy cái trứng này nè, có gì xíu nó ra đồ thì mình dùng bạn ơi. Go. Ok. Nói chung là mấy cái trận này mình muốn hoàn thành nhanh các bạn, hoàn thành nhanh để ra ngoài kia rồi còn kéo ranh cho mấy bạn khác nha anh em. Ok, mình kéo ranh miễn phí thôi anh em. Đấy, anh em nào mà có lòng hảo tâm thì nhớ ấn đăng ký cái. Rồi là được rồi. Ok. Đang ấn block mà tiện ấn số 1 cái chuyện qua cái kiếm luôn, hay quá. Không, thật ra là mình tính rồi đó bạn, mình muốn leo lên đây đi gió lẻ mà. Làm sao mấy con giờ này phát hiện được mình đúng không? Mấy con giờ nó cười rồi. Anh Khang té rồi, chắc anh Khang không có đây đâu. Nhưng mà còn cái nịt, có cái nịt nhá, có cái nịt luôn. Ok, diễn biệt cuộc đời. Ok, con dài này đi đâu đấy, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà vội phải khen ấy à, dễ à, nhảy ghê ui kịp đánh là lên tới chi nhanh dữ ta. Giờ này nhanh phết bạn, thôi kệ đi cho anh đi, nó sống sót tới giây phút cuối cùng đi anh em ơi. Ok mà đi thôi. Ai kim cương à, kim cương không cần nhặt kim cương. Mình sẽ trứng bắt cầu mới hả, trứng bắt cầu mà loại mới anh em ơi, loại new các bạn. Loại new này quăng ra nó chỉ có hiệu ứng có cái lửa rồi thôi các bạn ơi, chứ nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Ok, lên qua tim đỏ nữa bạn. Cái trứng bắt cầu đi nó hơi cồng kềnh xíu bạn. Cảm ơn nha, nhưng mà như cái lô cốt vậy. Hello, bóc nhai với lô cốt vậy bạn, bóc cái gì mà như cái lô cốt vậy. Thôi để tôi tham phá coi nhà bạn có cái gì nha, coi mình có gì trong nhà này các bạn. Ôi có gỗ không à, chứ cũng không có gì mới đâu. Dạ chạy dữ rồi, nhảy luôn, nhảy tự tử, còn lâu mới cho bay lên. Bay lên luôn, bay lên được luôn kìa, ghê vậy. Mà có đáp được hay không mới là vấn đề. Rồi đáp xuống dưới kia núp luôn, hay dữ. Ok, cho bạn núp luôn, mà đi tiêu diệt mấy thanh niên khác. Trời ơi, bạn này cũng có tên là Núp nè, mạnh Núp BG. Ok, đi luôn, diễn biệt cuộc đời. Ok, mạnh Núp BG anh em ơi. Ok, còn con dời nào đây? Con dời dạng đứng cà khịa mình hả? Đứng cà khịa tôi hả? Cà khịa tôi hả? Đi xuống dưới chơi. Bye bye, tôi đi về nhà bạn đây. Đặt mấy cái thảm ra đi. Ok. Mua mười mấy cái quả fireball luôn. Làm sao mà đỡ được? Không thể nào cản bước được mình các bạn. Dính bị cuộc đời đi, dính bị cuộc đời đi. Bye bye, làm sao mà lên được? Hay à, giờ đây tôm riêu. Ok, tôm riêu nghe như tôm ngủ không vậy. Giờ này dưới này hả, ghê đó hả. Ui à, nó bay được có như đây thôi hả các bạn, cứ tưởng nó bay cao lắm mà chứ. Mình có thể bắn. Dính biệt cuộc đời, dính biệt. Ok, giờ làm sao bay lên đây. Ok, vẫn bay được các bạn ơi. Ái xời, nằm trong tầm kiểm soát rồi anh em ơi. Ok, giờ vàng lên đây à, lên đây làm gì, cũng gặp mình thôi, lên đây làm gì. Chị chạy đang trên đỉnh cao mà xong rớt xuống đây luôn các bạn, rớt xuống đáy xã hội luôn, ảo thật đấy. Ok, hai con dời này liệu team mình có đánh được team vàng hay không, nhưng mà thấy team mình sao còn có 5 máu vậy. Ủa sao có đường lên được hay vậy. Con dời này bay à, bay đúng không, bay thì mình cũng lên luôn. Đây là cơ hội ngàn vàng hiếm có. Tha em anh Khang. Ông bé ơi, anh không thể nào mà có thể tha cho em được. Rồi không bị kẹt rồi. Hello, nhảy đi em, nhảy đi. Rồi té luôn. Nhảy đi. Tăng. Rồi đi luôn. Chưa đi luôn. Ghê ta. Nhảy qua đây, ghê ta. Kinh dữ ta. Còn có, còn một con đỏ à đây. Rồi đỏ này giờ mới lên đây hả? Giờ mới ngủ vậy á. Thề luôn. Đi học dễ, giờ mới ngủ vậy. Đi xuống dưới chơi luôn.
đi dưới luôn đi, ở dưới chơi luôn đi. Tao quýnh nãy giờ trên đây quá trời quýnh luôn. Ông dưới kia giờ mới lên, thề luôn, do ông đi xuống dưới luôn. Ok. Rồi còn một giờ xanh lá cây nữa. Lá cây chắc trên này. Ấy đoán được ngay các bạn ơi, mình đoán chỉ có trúng thôi. Giờ lúc cũng không trúng lắm. Ok. Gì đây? Đi đâu à? Đi đâu à? Bắt cầu à, đi đâu em ông nội? Bắt cầu à, bắt cầu kiều à, bắt cầu kiều rớt luôn, rớt luôn. Còn rớt luôn. Bay lên vậy. Bay lên vậy có cái nẹt luôn. Vỡ hết luôn. Rồi bay đâu rồi? Bay đâu mất tích rồi? Hình như dùng con rối đi về rồi hay sao ấy. Không thấy luôn rồi. Ok. Đâu nè. Bên đây là màu vàng này. Còn Zarin. Zarin chắc dùng con rối bạn ơi, mình nghĩ vậy chứ không thấy anh niên đâu luôn rồi. Hay là dưới này. Ok. Ủa còn một con dời vàng nữa à. What? Không hiểu vậy. Con Zarin đâu ta? Zarin cái bất mất tích luôn. Rớt phát mất tích luôn anh em à. Ok. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, rớt phát mất tích con Zarin luôn. Ảo thật đấy, từ nha để mình xuống đồng đã. Xuống đồng trước tính sau anh em ơi. Xuống thử về vàng, vàng cái đã. À, bạn vàng này không phải bạn hồi nãy, nên mình có thể tiêu diệt được. Chào bạn. Nice to miss you. Miss you. Đi luôn. Cái gì ba, đứng quýnh tôi luôn hả? Ok, giờ đi tìm con Rin nè. Thời luôn nãy bay lên đánh thanh niên mà, thanh niên tiện mất tích luôn mà. Chắc là dùng con rối đi về nhà rồi. Ai biết ngay là có con rối mà. Trời ơi. Mình bây giờ mình đã hiểu được 77 phép thần không rồi. Ok. Lại con rối à, ai đi à. Ai đi chung tui, ai đi chung tui này đập luôn. Rồi, giờ đi chi tuyển các bạn, đi chi tuyển mấy con dề đó coi coi. Đang ẩn mô, ẩn mô rưa. Ẩn mô, ở dưới lại luôn. Dưới đấy xã hội luôn hả? À dưới này các bạn, không phải dưới đấy xã hội cho anh em nhầm. Ok, xuống nào. Xuống dưới này chơi coi có gì vui không. Ôi, dưới này sâu này. Dưới này sâu xíu nữa mình sẽ bị bay lên bởi cái gì quên mất tiêu rồi. Mình sẽ đu bằng nước đi các bạn, mình sẽ đu nước nha anh em. Ok, mình sẽ đu bằng xô nước các bạn ơi. Đấy, đặt nước ra để mình đu. Nước lên nào ta ngồi ta chảy xuống. Ok. Ôi. À luôn đang bay xuống mà vậy chết rồi. Ok, giờ này hơi nhây anh em. Ôi. Boom. Ôi ôi, sao mà bay cao vậy? Từ thôi. Ôi ôi, từ thôi. Ok. Ơi, cái gì vậy trời? Sao nó cho tôi bay hoài vậy? Hạ xuống đi, hạ xuống từ từ. Ok. Rồi tới. Cái mà tức á, tức thật sự cái này mà. Ok, giờ làm lại bạn, nãy pha đó hơi fail tí bạn, pha đó hơi ảo mà Canada. Tiện vừa xuống xong cái nó mất luôn cái slam bạn. Trời cay lắm. Ê à, đâu rồi con giờ này dưới này. Ai, đây, đánh nhau kìa, solo combat tùm lum luôn kìa, rồi đi luôn, hay quá. Tìm tôi quá là phế, bạn không đánh lại mấy con giờ này, thề luôn. Hay để mình đánh cho. Giờ này tên gì đây? Giờ này tên là nút gì mà đúng không? À, tên gì đây? Bờ Lan gì đó. Không biết nữa. Không nhớ. Chính biệt luôn em ơi. Chính biệt cuộc đời. Chính biệt. Chính biệt luôn. Chính biệt cụ. Ok, để coi có gì đó. Ui dồi. Một đống kiếm vàng luôn. Hay quá. Rồi còn giờ riêng dưới này. Đi theo mình, follow me. Giờ riêng dưới này nè. Giờ dưới đáy xã hội luôn anh em ạ. À. Thời. Dưới đáy xã hội không chịu lên luôn anh em. Hảo hán thiệt. Ok. Ủa đi đường nào ra? À đây đường này nè. Đường này nè. Nãy con giờ này dưới đáy xã hội anh em ạ. À. Coi còn dưới không? Vẫn còn ở dưới anh em ạ. À. Thời luôn á. Sau khi một pha mình hồi sinh rồi là thanh niên vẫn dưới đáy đại dương anh em ạ. À. Ok, dưới đáy xã hội luôn nha anh em. Hay, còn ở dưới luôn, không hiểu cái gì. Vẫn còn dưới đáy xã hội thôi, tôi bay rồng xuống tôi gặp thanh niên dưới đáy xã hội anh em ơi. Ủa đang bay dưới hay đang bay lên vậy? Ôi con giờ này hơi sâu nha anh em. À, đâm ra là bay xuống nó cũng hơi khó khăn đấy. Ok, từ từ thôi anh rồng ơi. Anh rồng mà rơi xuống cái này đi em luôn đấy anh rồng ơi. Ok đây rồi. Chuẩn bị cuộc đời em luôn. Ê, rồi win luôn bạn. Trời ơi không có nói nhiều luôn bạn, win luôn. Trời thời lúc cái trận này nó đấu hơi lâu các bạn, nhau mấy con giời này cứ kéo thời gian thôi anh em, cay thật sự. Ok bye, nói chung là ngày hôm nay chắc là mình chỉ kéo được 2 trận đó bạn, trời luôn á. 2 trận này mấy thanh niên kia cứ nhây các bạn đâm ra mình không có làm nhanh được nên là không có kéo được nhiều người á bạn. Đấy thì ok, thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên một like, đăng ký và đừng quên là cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không làm em mới với kênh YouTube nha mọi người. Và nếu các bạn gọi là thích mình làm lại cái series gọi là kéo rank người lại thì đừng quên là comment ở dưới nha. Ok, còn bây giờ thì hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.